tới các chị yêu nè. Tối hôm nay tiếp tục vào chương trình sale với em nha. Em đang mặc đây thì nó còn có 2 size thôi, mà chỉ còn có 6 cái thôi. Cho nên là em sẽ like sớm cho các chị coi trước nè, mặc trước cho các chị xem, cũng như là chia sẻ cái live view này để chốt đơn giá sale ha. Đầu tiên em đang mặc đây là 1178 nha cả nhà. 1178, một em váy xòe cho mình đây. Đó, đây là gọi là dạ hội cách tân, là trên hoa nè, dưới trơn nè. Kiểu như vậy bên em gọi là dạ hội cách tân các chị nha. Đang sale còn mà 159.000 đồng thôi cả nhà. Thật sự là không tin được luôn á. 159k áp dụng cho chị nào đang theo dõi live của shop nha. Chia sẻ live cho em là 3 lần mỗi chị luôn, cứ 40 cho tới là 65 ký vừa. Rồi, ai chưa có cứ lên đơn đặt sớm giúp em. Em chưa hàng chưa qua cho mình luôn. Đây nha cả nhà, 1178 cho em ha. 1178, em mặc cái này nó khá là rộng, tại vì nó là size lớn rồi. Em đang mặc bình thường á, bình thường em mặc là chỉ có size M thôi. Cái này nó là tới size XL nè các chị. Em đang mặc là size XL lận nha. Ngoài ra là em còn là size 2X là 5 cái nè. Rồi mẫu đang mặc đây XL em còn cho mình là 1 cái, và 2X là em còn 5 cái. Hôm nay là em sale cho các chị mình luôn nha. Sale luôn 159.000 đồng. Chị nào chia sẻ rồi em chốt đơn cho mình ha. Hello chị Ngọc Nhiên nha, em chào chị Dung luôn nè. Chị nào đang theo dõi live có chấm bài tương tác cho em được không nè? Chấm bài tương tác chia sẻ live stream. Đầm này là lễ sai rồi, giờ nó còn có 6 cái thôi chứ không có nhiều. Thành ra là ai đặt sớm thì phải có đơn nha. 1178 ạ. Dạ 1178 nha chị Ngọc Hải ơi. 1178 giúp em. Mã số sản phẩm này kèm xếp hạng giúp em nè. Đâu để em coi coi chia sẻ mấy lượt rồi đây. Ai chia sẻ cho em rồi làm chút đơn cho mình luôn ha. Chị nào chia sẻ rồi là comment đặt sớm giúp em luôn. 1178 kèm xếp hại cho em nè. 1178 kèm xếp hại cho em nha cả nhà. Chia sẻ 3 lần chứ đợi công 2 nha. Em chào chị Thảo Nhi và chào các chị đang xem live của shop tối ngày hôm nay luôn. Rồi 1178 với xếp hại cho em nha cả nhà. Em cảm ơn chị Thư Hà Nguyễn đã comment cho em nha. Rồi đẹp quá, cảm ơn chị nhiều. 1178 giúp em. Em mặc cái chị mình đừng có để ý cái form nha, tại vì nó khá là rộng so với cái form của em. Mình chỉ cần lựa cho em là cái hoa văn, cái kiểu dáng thôi. Còn về cái form dáng đầm này thì chị nào phải 55 tới 65 mặc mới đẹp. 55 tới 65 mặc đẹp giúp em luôn. 1178 kèm số điện thoại đầm xòe hai lớp cho các chị luôn. Chân váy là có lót ở trong nè, đó. Hai lớp nha, trên hoa giữ trơn các điều. Đơn 600 để miễn ship cho mình luôn đó chị Liên Phạm ơi. Miễn ship về tận nhà luôn ha, miễn phí vận chuyển về tận nhà. 1178 kèm số điện thoại cho em nha. Rồi xong chưa, bây giờ tiếp tục em chuyển cho mình xem một cái váy khác nữa đây. Đủ size chị Tuyền ơi, đủ size cho mình luôn ha. Hoa mỹ màu giờ đang mặc nó chỉ có một màu này thôi. Em đang mặc chỉ có màu này thôi ạ. 1178 đúng một màu duy nhất. Phía trên là hoa màu cam. Đó, chân váy là màu đen cho các chị mình ha. Hiện tại chỉ còn đúng màu này, được trước về 3 màu lận. Đợt trước em về 3 màu, đợt này bây giờ nó còn có một màu này thôi mà còn có size lớn nè. Em mặc nó rộng như vậy này các chị thấy không? Đó. Hết size nhỏ rồi các chị nha, size lớn. Khóa đằng sau lưng của em nè. 1178 kèm xếp hại cho em nha. Ai chưa có cứ lên đơn luôn. Dạ rồi, em chào chị Thùy Dương ạ. 55kg mặc vừa, 55-65, em còn có 2 size thôi. Rồi em chuyển mẫu cho các chị mình nha. Đây, mẫu đầm lụa này em đang giảm có 139.000 đồng thôi cả nhà. Nguyên cái đầm lụa luôn có 139k thôi à, tin được không? Có tin được không các chị yêu? 139.000 đồng luôn. Đây là 1164, em hết size L. 1164 hết size L, còn 2 size M. Hết L rồi nè, rồi 6 cái size 2X và còn lại là 10 cái size XL nữa thôi là cũng chính thức em hết luôn. Còn có nhiêu đó thôi nha, hết là hết luôn, không có về thêm nữa. Bây giờ chị nào lấy là phải đặt sớm giúp em nha. Ai lấy đặt hàng ngay giúp em luôn là 1164 nha cả nhà. Vải lụa, lụa mango siêu hot của nhà em luôn. Nền tím hoa màu xanh, nền tím hoa màu xanh, sale còn 139.000 đồng luôn ha. Hôm nay là có chương trình sale 130, 140, 150, 180. Nói chung là nhiều giá lắm các chị ơi. Cái đầm này chỉ có 139.000 đồng thôi nè. Và form nó xòe đẹp như vậy. Vải này rồn, cái là thích liền. Chất rất là mát ha các chị. Rờ vô nó trơn cái tay của mình luôn ha. Rất là mịn màng luôn. Vải này đẹp chị cỡ rồi. Và cảm ơn chị Ngọc Hoa nha. Em mặc ngày hôm nay chất có 139.000 đồng thôi đó. Chứ có 139k thôi à. Chị nào lấy cứ lên đơn sớm giúp em. Hello chị Thanh Vân luôn nè. Màu tím, màu tím hạ shop đúng rồi chị. Cái này là màu tím nè. Đây em có chưa một cái phía sau nè. Nhưng mà cái tím này nó khác nha. Đây nè, em đang mặc với cái này là một hay còn cái tím rồi nè. Mới về cái tông tím này, nó có rất là nhiều tông tím. Em
mặt cũng là tím nè. Đó, em cần một cái tím khác thôi mà giá nó cao hơn, một mới về được không? Xíu mặt cho các chị coi luôn. 1164 nha cả nhà. Dạ, đang mặc sale 139. Mua trên like 139k. Giờ mà chạy qua shop em á là 350 cái váy này. Tuy là nó lẻ sai thật nhưng mà giá váy thể xấu nó đặt phải cao hơn. Là vì mỗi ngày mở mắt ra là các chị biết tiền chi phí mặt bằng. Hôm đó mà không bán được cái nào là biết là gánh tiền chi phí đúng không? Một ngày là bao nhiêu tiền, một tháng bao nhiêu tiền mà nó có chạy tiền mặt bằng, nhân viên các thứ. Em bán ở trên like là em đã giảm được nhiều chi phí hơn. Và em cũng cần là lượt tương tác của khách hàng để mà chia sẻ cái livestream của shop, chia sẻ cái trang Facebook này của shop em với tất cả những chị khách khác nữa. Em cần là thêm những khách mới. Cho nên là em chấp nhận sơ lộ trên like nha. 139k chia sẻ là có đơn. Chị Quỳnh Phan chúc đơn cho mình luôn nào. 1164 nha cả nhà. Trời mưa sấm sét hả chị? Trời mưa sấm sét. Chị Thu Hà ơi, ở bên chị trời mưa rồi hả? Xui quá à. Bên em hôm nay thì không có mưa, quận 7 hôm nay không có mưa. Nhưng mà nếu mà trời mưa quá thì chắc là có lẽ là chị cứ chia sẻ cái livestream này của em đi. Sau một hôm có tạnh mưa, em có like xong rồi em lưu lại thì cái chị mở lại xem vẫn được ha. Những cái mẫu nào em sale trong cái live này ai đặt sớm vẫn có đơn, yên tâm nha. Rồi 139.000 đồng thôi, chào chị Lan Anh nè. 139k sale cho cái chị mình luôn. 40-65kg là mặc vừa. 40-65kg là mặc vừa nha cả nhà. Phía sau là khóa kéo cho mình nè. Đó, phong dáng đầm xè có lót ở trong luôn, có túi hai bên cho các chị mình luôn. 1164 ạ. À, màu khác hả chị? Đây để em coi coi. 1165. Y65 vẫn còn nè. Em còn một màu nữa là nền màu đen. Hai màu cho các chị lựa chọn luôn. Nền màu đen là 65. Đâu rồi tay mới thấy nó đâu đây. Đây rồi. Đây cả nhà, cái nền đen này là 65 nha. Nền đen là 65. Cái 65 này thì em chỉ còn là size M một cái và còn lại là 10 cái size 2X nữa thôi. Đó cũng vậy luôn, cũng lẻ size luôn. Màu đen hoa tím nha, màu đen hoa tím hoa hồng. Đen hoa hồng mã số là 1165. Nền em đang mặc đây là 1164 nè. Đó, hai cái màu này khác nhau nha. Em mặc là 1164 nền tím hoa xanh. Xe 139 cũng còn hàng lẻ size L thôi. Còn cái em nền đen hoa hồng này của em á thì chỉ còn size M một cái và 10 cái size hay nữa thôi. Em cũng sale cho mình luôn là 139.000 đồng thôi ạ. 139k. Chúc trên like không áp dụng bên ngoài nha. Hello chị mất tiền luôn ạ. Cho chị màu tím em đang mặc nhé shop. Dạ rồi, lấy màu tím của em đặt ngay là 1164 đi ạ. Màu tím là 1164 nè. Cái nền nữa nha. Em giới thiệu cái nền nó khác cho cái chị dễ phân biệt luôn. Em chào chị Đại Phú nha. Đây, 1165 là nền đen hoa hồng, nền màu tím hoa màu xanh là 1164. Đó, nhớ mã số nha các chị, hai mã nó khác nhau. Body phía sau hả chị? Body phía sau là cái này đúng không? Phía sau có mỗi cái này là body thôi à. Em chưa có chưng hết, em còn mấy cái body nữa. À, cái đó chưa có mặc á. Sáng giờ chưa có mặc cái body hoa đỏ này nè. Để em mặc cho các chị coi ha, cái body này hàng mới về của nhà em. 1164, 64 là nền tím, 65 là nền đen nha cả nhà. Mình lấy màu nào đặt sớm giúp em ạ. À, body thì em đang sale là 299k đồng giá hết luôn. Bao nhiêu mẫu ta? 1 mẫu nè, 2, 3, 4, 5. 5 mẫu body đang đồng giá là 299k. Nó khác nhau là cái kiểu dáng cũng như cái chất vải một chút xíu ha. Dạ, đang mặc là 1164 nha chị Tuyền Lâm ơi. Nếu mà chị lấy thì mình để lại giúp em cái mã số sản phẩm để em chốt đơn cho mình ha. Rồi bây giờ tiếp tục em chuyển qua mẫu khác nè. Đây body đúng không? Rồi chia sẻ like cho em một hồi em còn lên đầm sale nữa đây. 130, 140 gì hôm nay là em sale ráo hết luôn. Có nhiều sale hết bấy nhiêu luôn. Này, body mã số là 1230. Hình như là như vậy. Hình như là như vậy các chị. Nền đen hoa màu đỏ nè. Rồi để em coi lại coi phải chưa. Đúng rồi, 1230 nha cả nhà. Body suông chứ không có ôm quá. Em đang mặc đây chị thấy nè, mặc dù là nó là ngay dạng ôm nhưng mà nó thoải mái lắm các chị, nó không có bó nha. Thứ nhất là do cái vải này nó có co giãn thun gấm. Đây mới về lại thun gấm nè. Thứ nhất là cái này nó có co giãn nè. Thứ hai nữa là em có xẻ tà đằng sau ha. Khi mà cái chị di chuyển á nó sẽ dễ dàng hơn. Có mấy xẻ tà đằng sau cho mình nha cả nhà. Rồi, mã số sản phẩm nè, kèm xếp hại cho em luôn. Mẫu đang mặc đây là 1230 nha cả nhà. Ok chị Đại Phú lấy cái 64 màu tím luôn ha. Rồi em đang mặc đây là 1230. Sale luôn. 299k nha cả nhà, 299.000 đồng thôi. Body ha, body cho mình và có suông sẽ tà ở phía sau nha. Em mặc thì nó hơi rộng hơn xíu, tùy form nha cả nhà. Có gì em sẽ tư vấn cái size sau ha.
size L, à, size M mới mặc. À, chị Phương Lê ơi, size M mới mặc đặt giúp em là 1164 đi ạ. À. Mình đặt giống chị Đại Phú ở trên á, nha, đặt đúng giúp em cái mã số. Tại vì em có rất là nhiều đầm, ngày hôm nay mặc xương xương là cũng phải vài chục mẫu rồi. Đây là chị nhớ đặt cái mã số giúp em ha. Đây là 1230 nè. Tại vì em sẽ mặc lần lượt hết cái này tới cái kia, cho nên nếu mà khách không có mã số là coi như là bó tay chấm con rồi, là không biết là lấy cái mẫu nào cho mình. Bên em đã hơn 1200 mã đầm rồi, chuẩn bị lên 1300 rồi các chị nha. Đây là 1230 nè, là 1230 là cái số thứ tự khi mà nó về shop em, cứ mỗi một đợt về vài chục cái, cứ vậy mà cứ nhân lên thôi. Đến thời điểm hiện tại em đã có hơn 1200 mã đầm. Đã cứ chị biết em bán biết bao lâu rồi đúng không? Mấy năm trời rồi. 1230 cả nhà nha. Nên đen, nền đen hoa màu đỏ nè, đây có to giãn nè. À chị Phương La, bây giờ chị đặt cho em cái mã số cũng được ha. Đây nè, chị đặt giúp em là 1230 cũng được, hoặc là chị à quên 1164, nền tím là 1164 nè. Không thì chị có thể chụp ảnh màn hình lại giúp em. Đây, chụp ảnh màn hình lại cũng được nha. Cái này là vải lụa, có 139 à. Mua trải nghiệm đi các chị ơi. Rẻ cực kỳ rẻ luôn, không có cao nhiêu, trời ơi, có 139k thôi. Em đang mặc đây cũng vậy, 299 là body thun gấm nha. Body thun gấm 1230 nha cả nhà, sale còn nè. 239k 40 tới 65 ký vừa luôn, thậm chí là 67 68 ký vừa. Tại vì nó có co giãn lắm các chị coi nè. Thông nè, tay nè, không có lo chợt ha, thun gấm đền đen hoa đỏ. 40 tới 65 ký vừa luôn. Chị Phương Lê lấy cái 64 nè, chị Vân Lê cho chị xem cái da beo. Rồi em có 3 mẫu da beo lận nha chị ơi. Thứ nhất là em có cái da beo của sơ mi này. Em có cái da beo của sơ mi, chị thích sơ mi không thì em mặc cho chị coi luôn. Thứ hai là hai cái đầm da beo cổ chéo. Một là da beo cổ chéo mới về và hai là cái nền trắng phủ da beo này. Cả 3 đầm da beo em đem sale là 299k hết. Có 3 mẫu lận nha, hai cái da beo và một cái là nền trắng phủ da beo. Thì chị thích cái nào nè em mặc cho chị coi. Thích sơ mi da beo hay là hai cái cổ chéo? Cổ chéo nền trắng hay là cổ chéo da beo luôn. Đó. Thì em mặc cho chị coi ha. Em có nhiều mẫu lắm. Rồi 1230 nha, bây giờ em chuyển mẫu nha. Chị mua của shop em vừa đẹp lắm, dạ em cảm ơn chị Vân rất là nhiều. Váy đang mặc sale cho mình còn 299.000 đồng thôi. Body nha các chị, cũng lâu lắm rồi mới về body đó. Mấy đợt trước đâu có đâu. Đợt này em mới về body cho các chị mình đây thôi. Chứ mấy đợt trước là em ngưng cách cả mấy tháng trời không về. Hôm nay mới về lại body đây. 1230 cho chị Ngọc Hà rồi, ok luôn. Tiếp theo bây giờ em chuyển mẫu cho các chị xem nha. Đây, lên cho các chị xem thêm một em váy khác nữa đi. Em này đang giảm còn 159k nha cả nhà. Đầm von hàn, họa tiết là quả dứa, lá dừa. Em sale còn 159k. Cái màu này cũng rất là dễ thương. Em này là mặc đi chơi nè, đi dạo phố nè, đi biển nè là cực kỳ phù hợp luôn. 1159 các chị nha. Đầm shop này cái nào cũng đẹp. Và cảm ơn chị Minh Hiền luôn. Đây là 1159 bên em ạ. Sale còn có là 160 luôn. Chào 160 đi, tại vì cái mã nó cũng là 1159 mà cái giá tiền nó cũng là 159k. Em nói hồi là em bị liệu lưỡi luôn, nên là em sẽ làm tròn cái giá tiền là 160 cho nó khác một xíu ha. 1159 kèm xin hỏi cho em ạ. Mã số nha, đây là von hàn. Von hàn cao cấp bên em, cái họa tiết các chị xem nè, dễ thương không? Nếu mà hoa văn mình đã có nhiều rồi thì có thể lựa sang những cái mẫu họa tiết lạ như là trái cây nè, lá cây, hoặc là trơn hay là chấm bi chẳng hạn. Em có nhiều kiểu đẹp lắm. Đây là 1159 nha. Hello chị Hồng Quyên ạ. À, cho chị váy đang mặc size M nhé, shop rồi. Chị ơi mình đặt giúp em cái mã số đi ạ. À, tại vì đầu la giờ em cũng mặc nhiều kiểu qua rồi. Thì em không biết là mình đặt mẫu nào. Nếu như đặt cái lá dừa của em đây ha, quả dứa lá dừa nè, là 1159 nha, thêm cái mã số vào giúp em. 1159. Ba cái da beo đều là 299k hết nha chị. Chị thích cổ chéo hả? Rồi để em sẽ mặc cái da beo này cho chị coi. Nó cũng gần hết rồi. Em này là bữa giờ ý y không có kiểm tra cái số lượng. Thì ra là nó gần hết, nó lẻ mất một size rồi. Đợi xíu mặc cho chị coi nha. Sau mẫu này đi ạ. À, đợi em 1 phút nữa sau cái đầm này em sẽ mặc cái da beo cổ đất chéo cho các chị xem luôn. Rồi đây là một và đây là mã số 1159 cả nhà nha. 160k cho mình luôn, 160 chốt luôn. Chị Hòa Bì lấy 1159 là ok chị luôn. Chia sẻ like cho chị Sĩ Thảo ơi, 3 lần chia sẻ cái livestream này cho em. Mua cái nào cũng được hết, đặt cái nào chốt cái đó. Nếu như các chị có chia sẻ rồi ha, đặt đúng thông tin giúp em luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Mã số kèm số điện thoại
cho em nha. 1159 nè. Rồi 106 là chúc cho chị Quỳnh Như nè. 1159 em chúc cho chị Minh Hiếu nè. Rồi còn chị nào nữa không ạ? Chị Nhi Trần ơi, váy đang mặc sale chỉ có là 159.000 đồng thôi. 159k áp dụng cho chị nào đang theo dõi livestream của shop. Cứ 40 cho tới là 65 ký vừa. Rồi nhanh tay có đơn cho em luôn ạ. Mã hàng kèm siêu thải cho em luôn. Đây tiếp theo sẽ qua cho các chị coi theo một cái váy khác nữa nha. Mình lấy mẫu nào phải đặt sớm giúp em nha. Cơ hội là ngàn năm có một. Hôm nay là em chốt toàn là giá rẻ không hà. 300, 400, 500 quá trời luôn. Trừ với cái vải nào mà giá về là cao quá, giá nhập về cao, em cũng sale nhưng mà sẽ nhỉnh hơn một xíu là tầm 200 mấy nè. Đây da beo hoa siêu xịn luôn, nhìn cái là mê liền. Bởi vậy nó lẻ size rồi, cái giặt em chỉ còn có 2-3 size thôi. Đây cả nhà ơi, cổ đắp chéo nè, họa tiết da beo nè. Đây là 1222. 1222 rồi, tình hình là hết size L và sắp tới các chị nghe là hết thêm size M cho coi. Ngày hôm nay mà ai đặt một cái size M nữa thôi là coi như em hết size M nha các chị, còn có một cái size M thôi. Hiện tại mẫu da beo của đắp chiếu nè, em còn có một cái size M thôi hà. Còn lại là XL và 2X cỡ tầm 15 16 cái nữa thôi. Hết luôn, chính thức là gần hết hàng nha. Đây các chị coi nè, cổ đắp chiếu nè, có phối hàng ngọc trai ở eo cỡ tầm được 2-3 viên ngọc trai ở đây nữa nha, tạo cách điệu cho mình luôn. Dạ chào chị Dung Tiền ạ, có size S không em? Dạ không, bên em nhỏ nhất là size M nha. Bên em nhỏ nhất là size M nha các chị, đây là da beo nè. Đi tiệc mà cũng đẹp nè, đi chơi cũng đẹp luôn ha. Xòe rộng luôn, xòe rộng qua gối tới bắp chân của em luôn. Ở đây là em cao 1m6 nha các chị, là cái váy nó sẽ dài tới bắp chân ha. Độ dài váy thì em không có đo. Như chị hay hỏi em là cái váy nó dài bao nhiêu á, thì em lại không có đo cái độ dài của váy. Rồi để em đo coi nè. Độ dài của váy thì em không có đo, hay em nhắm chừng cho cái chị mình nha. Rồi cỡ tầm là độ dài của váy này thì cỡ tầm là từ trên xuống dưới luôn đó ha, thì váy này cỡ tầm là 110 á, 110 các chị nha. Đây 110 cm là nguyên cái váy, là dài từ trên vai xuống dưới chân váy của em là cỡ tầm 101 nha. Đó, còn không thôi các chị cứ nhắm chừng cho em, nó cho nó dễ á, là em cao 1m6 đó, mặc cái váy nè. Em cao 1m6 nè, mặc váy là dài vừa chạm tới bắp chân của em, rất là dễ thương ha. Dạ da beo em có 3 mẫu lợn ha, 3 mẫu da beo, 2 cái cổ đắp chéo và 1 cái cổ sơ mi. Thì 2 cái cổ chéo là, 1 là da beo của em nè, và 1 cái thứ 2 nữa là cái nền trắng có phối da beo. Đây là cái mẫu đầu tiên em về kiểu là cổ chéo và có ngọc trai eo nè, đây là mẫu đầu tiên ha. Xong rồi có về thêm một số hoa văn khác. Em mặc đây là 1222 là mới về nha, mới về thêm về cái da beo này. Còn trước là em có về mẫu này, hôm nay mới về thêm mà cũng gần hết rồi. Đây 1192 nè, cũng sale là 299 luôn. 92 này thì cũng còn full size mà cũng không có nhiều. Cái nền trắng của da beo này các chị, màu này thì khách em thích lắm. Em còn có 6 cái size M thôi. Đây nha, 92 nè, 6 size M, 1 size L. Còn lại là size lớn hết, size lớn thì còn tương đối 30-40 cái mỗi size nha, nhiều hơn cái da beo của em. Cái này nè, về đợt trước 2 đợt rồi, mỗi đợt về cũng vài trăm cái bán hết rồi. Hôm nay mới về thêm mà cũng gần hết trơn rồi các chị. Về khoảng đâu được có 50 cái, 70 cái mỗi size thôi, mà giờ còn có 6 cái M, 1 cái size L là các chị biết rồi. 299k nha, khóa đằng sau lưng nè. Em mặc cũng khóa đằng sau lưng luôn. Cổ đắp chéo cho mình, hai chéo không thôi. Đây các chị coi nè, cầm thì nhiều khi thấy nó hở, chứ thật ra mặc lên người giống như em nè, đó nó kín liền. Còn ai kỹ hơn nữa thì cứ đơm cho một cái nút bấm vào nha là xong ha. Rồi 299k nha cả nhà. 1222 size L dạ không còn chị ơi, tiếc quá. Cái mẫu em đang mặc đây là 1222, không còn cái size L nào luôn, còn đúng một cái M, còn lại là 14XL và 16 cái size 2X đó, hết luôn. Còn như đó em bán hết là không có về thêm nha, hết là hết luôn á. 299k. Ba mẫu da beo hôm nay em đồng giá là 299k hết, chị nào lấy cứ đặt hàng cho em. Em chiều hàng chiều sao cho mình luôn. 1222 kèm xếp thải cho em ạ. À, dạ chào chị Uyên Huỳnh nè, chào các chị đang xem live của shop ngày hôm nay luôn. Ai lấy mẫu nào cứ lên đơn sớm giúp em nha cả nhà, để em chiều hàng chiều sao giảm giá cho các chị luôn ha. Từ 40 nè, từ 40 cho tới là 65 ký mặc vừa nha cả nhà. Lấy đơn nào cứ đặt sớm giúp em. Ngọc trai này là em đính sẵn rồi, nên là các chị không cần phải đeo thắt lưng ha. Em đã đính ngọc trai ở đây tạo kiểu rồi, thì các chị có thể là mình phối kèm giúp em. Mình có thể phối kèm giúp em là phụ kiện là ghim cáo vào ha. Đơn 600 em tặng kèm ghim nha. Cái ghim này sáng giờ em chưa có đeo nè.
Game nào cũng đẹp hết trơn á chị. Game nào cũng đẹp hết. Đó, đơn 600 em sẽ tặng kèm game kèm áo. Một là cái chị chọn game thì em sẽ giao ngẫu nhiên là rất là nhiều mẫu, giao ngẫu nhiên cái nào cũng đẹp yên tâm. Còn hai nữa là em sẽ làm tặng thắt lưng cho mình ha. Đơn 600 là thứ nhất cái chị được miễn phí vận chuyển về tận nhà của mình luôn. Và thứ hai là cái chị chọn quà là một là thắt lưng, hai là ghim kẻ áo. Đó, mình chọn cái nào cũng được hết. Chọn cái nào cứ đặt sớm giúp em ha. Rồi em chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị luôn nè. Lấy đầm nào thông tin sớm giúp em nha cả nhà. Đầm da beo dạ lụa mango. Ba cái da beo đợt này về đều là lụa mango hết. Mình chỉ cần là lựa mẫu lựa kiểu cho em thôi, chứ về vải thì không cần phải la rồi. Chất nào cũng êm, chất nào cũng nhẹ hết. Thích cái nào cứ đặt sớm giúp em. Mà cho chị xem cái màu hồng nhé, shop màu hồng. Rồi đây màu hồng đây đúng không ạ? Ok, để mặc cho chị coi. Cái hồng hôm nay cũng sale luôn. Và nó cũng lẻ size rồi. Chuẩn bị là nó sẽ bước vô cái giai đoạn là cái nào cũng hết size L cho coi. Tại vì đợt trước các chị mà để ý thấy á, 10 mẫu là hết 8 mẫu hết size L rồi nha. Đã có chị không nhanh là cái đợt này cũng vậy luôn. Đa số là khách em mặc size L rất là nhiều. Thành ra là chị nào mà mặc cái size L phải đặt sớm. Hoặc là size khác cũng vậy thôi, nó cũng hên xui lắm. Tranh thủ các chị vào sớm đặt sớm giúp em luôn. Mặc size gì mình đặt hàng cho em nha. Hoặc là khách mới các chị yên tâm là được tư vấn size trước khi giao hàng. Em sẽ tư vấn size cho mình trước khi giao nên các chị mình yên tâm ạ. À, chắc chắn là vừa. Phải vừa thì mới chốt đơn ha. Rồi đây là cái màu hồng. Hồng là von nha, hai lớp nè. Da beo là một lớp nha cả nhà, lưu ý nha. Da beo là một lớp. Bây giờ em tới cái đầm von cho các chị nè. Von hàn hai lớp. Màu hồng rất là dễ thương. 1233 nha cả nhà. Đây là màu hồng. Hồng này nó dễ thương lắm chứ không có bị kén da, kén tuổi gì đâu. Ai mặc cũng được hết trơn á. Cứ 40 cho tới là 65kg mặc vừa cho em luôn. Đây nha, hồng là 1233. Rồi em còn full size cho các chị mình luôn. Trong đó là size L chỉ còn đúng một cái. Các chị thấy để ý thấy không? Là đa số là chuẩn bị là hết size L rồi. Cái mẫu này là cũng chỉ còn có một cái size L thôi. Còn lại là size M, XL và 2X nha. 1233. Đầm beo full size chị Nguyễn Hà ơi. Đầm beo là full size chị cứ đặt hàng giúp em đi ha. Cỡ 65kg đổ về. Trong khoảng tầm 65 đổ về em chỉ hết cái size L thôi. Đầm beo là chị 65kg đổ về cứ đặt hàng. Nếu mà size lớn thì ok. Chứ còn mà size L thì em hết. Hoặc là size M chỉ có một cái thôi. Đặt sớm nha cả nhà ơi, gần hết rồi. Và đây cũng vậy nè, màu hồng em đang mặc đây là 1233 cũng đã gần hết size L. Chỉ còn đúng một cái size L duy nhất sót lại thôi. Còn lại là size M và size lớn nha. Em chào chị Châu Huỳnh luôn ạ. Đây, chị Lan Ngọc chúc đơn 1233 là màu hồng của em ha. Tông hồng rất là dễ thương. Xòe là hai lớp có lớp ở trong cho mình. Quá xinh luôn các chị ơi, cứ 40-65kg là vừa cho em ha. Đặt hàng sớm nha, nhớ là tương tác với shop ạ. Chia sẻ livestream nè, chấm vào tương tác cho em nè. Tại vì em thấy là dạo này là bị ẩn thông tin rất là nhiều. Khách đặt không có để chốt đơn được, xong đó là xong sau đó là mấy chị khách cứ hỏi em là sao là không thấy chốt. Hôm trước có chị ghi comment em nghe mà em buồn luôn các chị. Tại vì livestream các chị thấy không, em đứng đây em nói chuyện, các chị xem livestream các chị nằm xem được, mình ngồi xem được. Còn em đứng đây là em thay đồ liên tục cho các chị mình luôn ha. Đứng không luôn, không có hề ngồi luôn các chị. Mà nhiều khi là cả tiếng, 2 tiếng hơn. Mà chị comment là chị comment sao em nhớ nguyên văn thôi. Chị nói là live ý của chị nói là livestream là giống như là live chơi vậy đó. Giống như là trò đùa vậy đó các chị, live chơi thôi, live chơi vui thôi chứ khách đặt không thế chốt. Trời ơi em nghe em buồn dễ sợ các chị. Em đứng đây mà phải là cười ha. Rồi cái nhiều khi là phải vui vẻ với các chị mình nè. Đó, nhiều khi mà khách nói buồn mà cũng không dám nói lại luôn các chị, khổ vậy cơ. Đâu phải là lúc nào cũng mà khỏe mạnh để mà đứng cười đâu các chị, nhiều khi bệnh cũng phải đứng ha. Đó, mệt cũng phải đứng đây. Vậy mà nhiều khi khách comment em nghe em buồn dễ sợ luôn. Nếu như các chị mình đặt hàng mẫu nào em có là em chốt cho mình liền. Còn trường hợp mình đặt cái nào mà em báo là hết á, là do mình đặt chậm quá, cái đồng đang hết rồi. Chứ đâu phải cái nào em về là em hết liền đâu. Đây nè, về bữa giờ là cũng một tuần hơn rồi, em bán cũng gần hết rồi. Em đã hết size L, gần hết size L còn một cái. Còn lại là size M, XL và 2X. Nếu như hôm nay các chị đặt hàng là chắc chắn sẽ có đơn. Còn nếu các chị mà đợi em ngày mai ngày kia mới đặt là lúc đó hết rồi các chị. Em đâu thể nào mà còn hàng hoài đâu. Về là cũng phải bán hết chứ không lẽ là về cứ tồn hàng hoài đúng không? Em cũng mong bán hết hàng đi cho nó nhanh để còn về hàng mới nè. Có 199.000 đồng thôi. Ngày hôm nay ai mua em chốt giá là 199k luôn. Hello chị Ngọc Hệ nha. Váy bên shop đẹp, giá rẻ, nhân viên dễ thương lắm. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều. Nhưng mà lâu lâu cũng gặp mấy chị khách nói cho em buồn dễ sợ. Rồi đang mặc là 1233 chị nha, màu hồng nè. Có 199k thôi ạ. Thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là vải mặc cái chị rất là mát, rất là nhẹ nhàng luôn. Và thứ ba là cái giá nó rất là rẻ. Cho nên là hàng về là đi hàng nhanh lắm.
lắm. Chị nào mà ưng cái nào rồi, thấy có size của mình rồi. Và hôm nay cái giá sale đã quá hợp lý rồi. Bình thường em bán là 300 lận, hôm nay có 199k thôi ạ, rẻ hơn rất là nhiều. Nên là chị nào thấy là rẻ đẹp rồi thì mình mua luôn ha. 199k nha. Đây, mã số sản phẩm nè, kèm xếp hạng cho em luôn. Đẹp xuất sắc, không đẹp em không lấy tiền, cái chị bạn đâu yên tâm nha. Mã hàng kèm xếp hạng cho em ạ. Hello chị Ngọc Mai nha. Rồi cho chị size XL đúng không ạ? Ok chị Thanh Vân luôn. Full size ML, XL và 2X 199k. Mình có muốn xem cái nào phía sau á thì nói em mặc cho các chị coi ha. Để em chêm cho mấy cái vô nè. Nó bị hỏng mấy chỗ. Nhiều kiểu đẹp lắm nha. Lấy cái nào cứ đặt sớm giúp em đi. Rồi em chừa hàng, chừa size giảm giá cho các chị luôn ha. Nhanh tay có đơn nha cả nhà ơi. Mã số sản phẩm nè, kèm xếp hạng cho em nè. Rồi đang mặc là 1233 nha. 65kg đổ về giúp em. Lại theo một chị đó, em vừa mới nói xong em vừa mới là thổ lộ hết tâm tư của mình luôn, xong nhận được cái comment giống như là hắt nguyên một cái chén nước lạnh vô mặt em và đó các chị ạ. Đặt hàng có chốt đâu mà nói, trời ơi chị, em đâu có đứng đây live chơi đâu, em live stream là chắc chắn là khách đặt lại phải chốt rồi. Chị sẽ lại giúp em là thứ nhất, cái chị nào đặt hàng mà không được chốt đơn á, mình kiểm tra lại giúp em, thứ nhất là mình đặt đúng hay chưa, có mã số, có số điện thoại chưa, thứ hai là khách đã chia sẻ like của em chưa nữa. Bình thường em bán cái này 400 tại shop, em đứng đây em sale có 200 thôi là tất nhiên em cần cái lượt chia sẻ của khách em mới giảm, chứ đâu phải là chị này chia sẻ em chốt, chị kia không chia sẻ em cũng chốt. Không có ai không chia sẻ không chốt đơn ha. Mình kiểm tra lại giúp em mình đặt đúng hay chưa nha chị ơi. Đây là 1233, nhiều chị là cho chị cái này cho chị cái kia, xong đến lúc em không chốt đơn được thì lại chắc em bảo là đặt không thể chốt, đặt sai quá trời luôn, em đâu thể chốt hết được, em giao đại cho mình cũng đâu có được đâu. Lỡ giao tới nơi khách nhận hàng, khách thấy không giống, khách đâu có nhận đâu các chị, đúng không? Cho khách kiểm tra hàng, vui lòng đặt đúng giúp em mã số sản phẩm kèm xếp hạng cho em nha. Trời ơi, công trình em đứng em giải thích nãy giờ mà chị không em một cái em buồn dễ sợ, lại buồn thêm tập 2 nữa. Ba ba cho chị Bùi, chị Thu Thủy nha, ok luôn. Em chào chị Thanh Nguyễn nè. 1233 nha cả nhà, lấy màu nào cứ lên đơn sớm giúp em ha. Mã số sản phẩm kèm xếp hạng luôn. Nhiều chị là không cho em số điện thoại, xong cứ hỏi em sao không thấy chốt đơn không à. Em nhắn tin hoài, em hỏi hoài, vợ cho số điện thoại không cho. Sao biết được em chốt đơn được đây? Sao biết địa chỉ nhà ở đâu? Sao biết mình ở đâu mà chốt chị ơi? Vui lòng cho em xin cái mã số và số điện thoại để em chốt đơn nha. Rồi 1233 kèm số điện thoại cho em nè, màu hồng. Hồng là 33 nha các chị, bây giờ em chuyển mẫu luôn. Rồi ta, để em lên cái khác đi. Rồi em mặc cho các chị xem cái đầm này ha, cổ vét nha, mặc đi làm đi chơi mặc được nha các chị. Đây, đầm cổ vét là các chị mình có thể là mặc đi tiệc cũng được, mà mình mặc đi làm công sở cũng được luôn. Chị nào văn phòng á, đợt trước khách hỏi em là có đầm mặc đi làm không, tại đợt trước là em ít về đầm cổ sơ mi với đầm cổ vét này. Em nó có một lô hàng em về toàn cổ tròn với cổ tiên, cổ vua không à, không có cổ, khách mặc đi làm không được. Thì đợt này em có về là cổ vét nè, cổ sơ mi nè, những cái cổ đắp chéo cao thì các chị mặc được ha. Đây mặc đi làm được nè. 1220 ạ, đây là sấp thái các chị nha. Vải sấp thái nè, cổ vét nha. Em là dao trơn không, chứ em chưa có đơn gì đâu ha. Đây các chị, em dao là nó trơn không như vậy thôi, chưa có đơn gì hết. Ai kỹ hơn thì đơn một cái nút bấm vào đây giúp em là được nè. 1220 nè. Rồi, sấp này chốt hàng liền, giao hàng cũng nhanh, dạ em cảm ơn chị Thu Lê luôn nha. Em cũng không biết luôn á, tại vì thường là khách đặt là em chốt hết liền. Em live stream cũng cực khổ với chị, khách qua hàng qua khách qua shop, mới thử có hai cái đầm thôi là đã than với em là trời ơi thôi mệt quá, thôi lấy cái size của chị không thử nữa đâu. Còn đây em đứng một buổi live mấy chục cái đầm cho các chị mình luôn, em còn chưa than tiếng nào, không được ngồi miếng nào luôn, đứng cả tiếng đồng hồ cho các chị xem như vậy mà còn nói em là bán hàng không thấy chốt, trời ơi chắc chết em luôn á. Bán mà không chốt em không đứng đây đâu các chị nha, bán không chốt là em nghỉ lâu rồi. Rồi 1220 nha. Em đang mặc là 1220 nè, chị Trần Phương. Không có size S thì chị Trần Phương ơi, em có size M nha. Bên em có size M cho mình, không có size S ha. Chị Thanh Trần. Vậy hả chị, rồi cái này để em kiểm tra lại coi đơn hàng của mình nó có vấn đề gì hay không nha. Chứ thường khách của em đặt là em ship về tận nhà cho xem hàng cho kiểm tra luôn. Thường mà khách mà chưa có bị cái vấn đề gì đơn hàng của em,
đặt là em giao là lấy liền luôn á, thì em sẽ không có yêu cầu các chị là chuyển khoản hay là nộp gạc gì hết, không cần đặt cọc gì hết luôn. Chỉ cần khách đặt hàng em ship về tận nhà cho kiểm tra rồi mới lấy tiền luôn ha. Còn có nhiều chị là tại vì có thể là đợt trước đã đặt hàng bên em mà em giao tới khách vì lý do gì đó chưa có nhận hàng của em ha, là lần đó không nhận hàng thì những cái lần sau này là em cần cái chị là cọc giúp em là vài chục nghìn gì đó thôi, là để chắc cú là cái đơn hàng này cái chị nhận thì em sẽ giao cho mình, xong rồi giao tới nơi sẽ trừ cái khoản đã đặt cọc ra. Ví dụ cái đồng 200 em nói cái chị đặt cọc cho em 50, khi giao tới nơi cái chị thanh toán có 150 thôi là tròn 200 đó, vậy thôi đơn giản nha. Rồi 1220 ạ, đây 1220 rẻ đẹp cho các chị luôn nào, có 199k thôi à, ship tận nhà luôn, giá 600 là được miễn phí vận chuyển chị Trần Thảo nha. Chị vô đồng bao nhiêu rồi, hôm nay gộp đơn bao nhiêu, khuyên các chị là gộp 600 đi, được miễn ship nè, được tặng quà thắt lưng này các chị. 1220 em đang mặc ạ, full size cho các chị mình luôn, size M, size L, XL và 2X đủ size luôn, đặt cái nào là giao cái đó. Đặt cái nào là giao cái đó các chị nha. 1220 chị đặt 1223 chị đặt 1233 chưa có, là chị đặt là hôm trước là chị đặt vào lúc nó hết size hay là bên em là chưa có chút đơn cho chị hay là sao ạ? Lưu ý giúp em nè, một số cái sản phẩm các chị đặt ngay vào cái lúc bên em hết hàng nha. Cái này nhiều khi là một mẫu em hết em mới về thêm, thì các chị cứ theo dõi những cái like gần đây nhất, mình xem like nào có hàng mình đặt giúp em. Như cái màu hồng này nè, hôm trước ai đặt mà hết size L, hôm em còn sót lại một cái nha, đó là như vậy ha. Hôm trước là không có cái size L nào luôn, khách đặt không có lệ chốt, hôm nay sót lại một cái size L nên ai đặt là phải đặt sớm giúp em luôn nha. Chuẩn bị là hết size nữa rồi, xui vậy đó các chị ơi, nhiều khi mình đặt lại không có hàng nữa. Size L không phải Z. À chị Trần Phương, em tưởng như đặt là size S chứ size L thì còn một cái. Màu hồng 1233, ngày hôm trước cỡ tầm là 3 hôm trước là không còn cái thằng size L luôn. Hôm nay là em kiểm tra là còn một cái size L mới nhập vào. Cho nên ai đặt size L mình comment giúp em một cái được thôi. Bắt đầu mà chị nào đặt rồi, ngày mai họ lại đặt lại hết size L tiếp nha. Thế xui nha các chị ơi, xem like nào thấy có mình đặt luôn. Đây là 1220 nè, ngày hôm nay là còn full size mẫu em đang mặc. Mẫu đang mặc ai trong khoảng tầm là 40 cho tới 65 cứ đặt hàng, em còn hàng sẵn rồi, đặt là giao liền luôn ha. 199k nha cả nhà. Đó, form xè dài coi gỗ của em nè. Lấy mẫu nào cứ đặt sớm giúp em ạ. 1220 cho chị Hạnh Vi nè. Rồi chị Thảo Lani đầm đẹp chị mới nhận rồi, ưng lắm. Dạ em cảm ơn chị nhiều ha. Chị Lê Như lấy size thấy L, ok. Váy này em còn full size cho mình luôn. Size M, size L, XL và 2X có hết luôn. 199.000 đồng. Ai lấy cứ đặt sớm giúp em ạ. 1220 kèm số điện thoại 64 nè. Rồi chị Phương Lê nè, em đang mặc đây là 1220 nha cả nhà. Mình lấy mẫu nào mình nhớ đặt sớm giúp em nha. Nhiều chị đặt sai thông tin, đặt sai mã số quá trời luôn. Đến khi em hỏi ra thì đến lúc đó muốn chốt cho các chị là không được nữa, tại vì hết mất tiêu rồi. Lỡ như mà em chốt hết cho mấy chị khách sau rồi, đến phiên quay ngược lại chị đầu tiên đặt hàng mà thiếu thông tin, chờ phản hồi một hồi cái hết hàng luôn. Như cái váy đẹp của em nè, full size nhưng mà còn ít nha. 1220 để em chuyển mẫu nè. Sale còn là 199k nha cả nhà. Đây, em sẽ qua thêm một em váy khác đang sale luôn. Ủa cái đồng 170 của em đâu rồi ta? Đây, đồng này đang sale giá là 169k nha các chị nè. Hàng mới nha, không phải là lẻ size hay là qua đợt nha các chị. Cái này là mới về của nhà em luôn, nằm trong bộ sưu tập mới nhất luôn. Em sale 170 ngày hôm nay, 169.000 đồng đó, 170 đó. 1198 nha, full size các chị. Mới full size sale 169, ai đặt cũng có ha. Dòng này dễ nè, tại vì đủ size luôn, các chị đặt là được nhé. 1198 cho em nha cả nhà. Đây nè, cổ vuông tim nè, tay may cánh tiên xòe rộng không lao chật tay luôn. Chị Đại Phú lấy cái 1120 size hết ok luôn. Chị mua 10 cái bên em rồi, vậy hả chị Thanh Trần? Vậy là để em coi đơn hàng của mình nó có vấn đề gì ha. Tại vì nếu mà khách mua rồi mà mua suôn sẻ, mua cái nào, đặt cái nào trước cái đó, giao liền cái đó luôn, thì đâu bao giờ em bắt cái chị là phải cọc cho em đâu. Trừ khi nào là có một cái vấn đề gì về đơn hàng của mình trước đó rồi thì mới yêu cầu là cọc, cũng có 50.000 đồng thôi hà. Không phải cọc là em lấy của các chị thêm, mà là đến khi nhận hàng em cũng trừ cái khoản tiền đó ra thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Thì nếu như mà mình chắc chắn là mình đặt cái đồng này, mình nhận cái đồng này thì cọc nó cũng không có vấn đề gì hết các chị ha. Trừ khi nào những chị nào mà cọc xong mà bao hàng của bên em á thì mới mất tiền thôi. Ví dụ như là nhiều chị đặt đã xong em giao tới nơi,
Ồ chị đâu có đặt mẫu nào đâu em, hay là chị không nhận hàng đi, hôm nay chị vui, hôm nay chị không được vui, chị không nhận hàng. Đó là những cái trường hợp khách em là bom hàng, cái chị nha lại buồn lắm. Cho nên là chị nào mà không nhận bên em là một lần rồi thì lần thứ hai là mới bắt cái chị cọc thôi. Chứ bình thường là khách đặt một lần là em giao liền, đặt là giao liền thôi à. Về nhà cho kiểm tra hàng để mới lấy tiền luôn, chứ không phải là giao tới bắt trả tiền liền nha, cho xem hàng luôn, cho kiểm tra thoải mái. Em mặc là 1198 ạ. À, sale 169 ngàn đồng luôn. Cái mẫu này có hai màu cho các chị coi nè, màu xanh. Em có hai màu luôn, cả hai đều sale hết 170 hết luôn. Mà cả hai đều full size mới về nữa các chị. Trời ơi chơi lớn chưa? Xanh cobalt hoa vàng đến nổi hơn. Cái này nổi hơn nè. Chị nào thích trắng da chọn cái này, thích trẻ trung chọn cái này, xanh cobalt là hợp. 1197 là xanh coban. Còn cái đen của em thì nó dễ mặc hơn đúng không? Nền đen là ai mặc cũng được hết. Nền đen là 1198, nền xanh là 1197 nha. Rồi, ok chị Ngọc Vy luôn ạ. À, chị nào lấy cứ lên đơn đặt sớm giúp em nha cả nhà ơi. Ai chưa có cứ lên đơn sớm giúp em nè. Em chưa hàng chưa sai cho cái chị mình luôn ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà. Ui ui, để em một chút xíu. Rồi chị Thanh Trần, em sẽ gửi cái đơn của mình qua bên kiểm tra coi là cái đơn hàng của mình nó có vấn đề gì nha chị. Tại vì nếu mà trường hợp khách đặt mà không nhận á thì bên em mới yêu cầu cọc thôi. Còn mà nếu mà chị đã có mua hàng bên em rồi, suôn sẻ rồi thì không bao giờ em kêu cái chị cọc làm gì, nó rất là mất thời gian đúng không? Để em hỗ trợ cái đã. Cái là 1139. Chị buồn lắm. Em không phải thì em cũng buồn nè, chị đừng có buồn. Em mới gửi không, em mới gửi cái thông tin của mình qua rồi để em hỏi coi là đơn hàng của mình nó có vấn đề gì hay không. Rồi em sẽ trả lời cho mình luôn ha. Rồi đừng buồn chị, đặt là có là em giao liền, hãy yên tâm. Chỉ sợ là chị đặt mà cứ đặt em hết size thôi, chứ đặt là em có giao liền ha. Mẫu đang mặc là 1198 nha cả nhà. Em đang mặc đây 1198. Xanh coban là 97 nè, cái nào cũng đẹp hết. Thích mà trẻ hơn, trắng hơn thì chọn cái xanh cho em nha. Đây nè, ai mà không ngại mà trẻ trung á thì cứ chọn cho em cái váy này, siêu đẹp luôn. Còn em đặt, em còn mặc, em mặc trên người đây là màu đen á thì trẻ mặc được mà trung đi, cái gì mà cũng hợp luôn đó. Ai chưa có cái nào cứ đặt hàng sớm giúp em ha, để em chừa hàng chừa size cho mình luôn nè. Mã hàng kèm số điện thoại cho em nha. Rồi, bên em các bạn chuyên viên đã chuẩn bị gọi điện thoại cho mình rồi. Chị nhớ để điện thoại giúp em ha. Có gì bên em sẽ giải quyết cho mình luôn, cho nó nhanh gọn lẹ nha. Nếu mà trường hợp các chị mà cần hỗ trợ gì, mình cứ nhắn tin cho em cái số điện thoại của mình. Em gọi là em tư vấn cho nó dễ, nói chuyện cho nó dễ luôn. Chứ nhiều khi là hai bên không hiểu vấn đề, comment qua nhắn lại một hồi em không biết là các chị gặp cái vấn đề gì về đơn hàng nha. Nhớ để lại giúp em cái số điện thoại. Rồi, em đang mặc đây là 119. Cho màu đen nha cả nhà ơi, màu đen là 1198 nè, màu xanh là 1197 nha. Chị nào lấy cứ đặt hàng giúp giúp em. À rồi chị Thanh Trần ơi, cái đơn hàng của đơn hàng của mình á, em mới nhận về cái thông tin là chị có đặt bên em 5 đơn nhưng mà mình chỉ nhận có 3 đơn thôi, còn 2 đơn là chị không có nhận hàng. Thì không biết là có cái vấn đề gì mà tại sao chị không nhận không ạ? À? Tại vì em sợ là giao lần tiếp theo nữa chị lại không nhận thì nó sẽ rất là tốn kém tiền ship của bên em. Ship qua ship lại bên em nó tốn rất là nhiều. Em giao cho cái chị mình là 10.000 đồng ở thành phố, ship tỉnh là 30, nhưng không phải là chỉ có nhiêu đó đâu nha các chị, mà em còn hỗ trợ mình một phần trong đó rồi. Tức là nhiều khi em đã ship tới 70-80 nghìn đồng tiền vận chuyển mà em lấy cái chị có 30 nghìn đồng thôi. Cho nên là cái chị mà bùng hàng một cái là coi như là em mất ship rất là nhiều luôn ha. Không biết là đơn hàng của bên em có vấn đề gì mà chị không nhận. Và chị Thanh Trần ơi, em thấy là chị chưa có nhận hai đơn bên em, không nhận hai đơn bên em, không biết là đầm không đẹp hay là chất liệu như thế nào chị không ưng hay là như thế nào ạ. Chị có thể là giao cho bên em biết để em kiểm tra là lần sau chị đặt hàng em còn dám chốt, chứ lỡ giao chốt nữa là chị không đặt và chị không nhận bên em thì sao. Rồi em đang mặc đây là 1198 nha, 169 nghìn đồng.
169 k nha cả nhà ơi, lấy mẫu nào cứ đặt sớm giúp em ạ. Chị Lan Ngọc nè, đầm bên em đẹp, chị mua nhiều lắm rồi và cảm ơn chị nhiều ha. Hai màu nha cả nhà, màu đen là 1198, màu xanh là 1197 nè, đó. Lấy mẫu nào cứ đặt sớm giúp em đi ạ. Em chưa hàng chưa xa cho các chị mình luôn. Bây giờ tiếp tục em chuyển cho các chị xem thêm một cái váy khác nữa nha. Trời ơi, em buồn dễ sợ luôn. Sao mà em giao cho mình 5 đơn mà chị không nhận 2 đơn vậy chị ơi? Nha, nhớ phản hồi lại cho em với. Với lại em gọi điện sao chị không nghe máy? Bên em các bạn đang gọi điện thoại để mà tư vấn cho mình đó chị, kiểm tra cái đơn cho mình thì chị lại không nghe máy, xong rồi lại quay lại trách em là không chốt hàng. Đó mấy chị khách làm chứng cho em nha, có phải là bên em khổ tâm dễ sợ không? Nhiều khi khách comment như vậy, mấy chị khách mới người ta đâu có biết đâu. Người ta cứ tưởng là em không chốt đơn không à. Trong khi kiểm tra la là tại vì khách không nghe máy nè, gọi điện thoại không nghe nè, đó. Đâu phải tại em đâu thấy không? Rồi bây giờ chị mẫu nha.